nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng bị bệnh thận. Thì bệnh thận nó cũng có thể là sẽ có nhiều cái nguyên nhân khác nhau, và có nguyên nhân phổ biến dẫn đến cái bệnh thận chính là thứ nhất đó là các bệnh đái tháo đường. Thì bệnh thận là do biến chứng của các băng đạn đái tháo đường nó gây ra. Thì đây nó là một trong những cái tình trạng là cơ thể của chúng ta nó có quá nhiều gluco, hoặc là gì, nó có quá nhiều lượng đường trong máu của chúng ta, và nó làm hỏng cái bộ lọc của thận. Và theo thời gian, thận nó của cô bác anh chị nó sẽ bị tổn thương đến cái mức là chúng không còn thể thực hiện được tốt các công việc, đó là lọc những cái chất thải và cái chất lỏng dư thừa từ máu của cô bác và anh chị. Dấu hiệu đầu tiên của cái bệnh thận do đái tháo đường có protein trong nước tiểu. Và khi mà các cái bộ lọc này nó bị hỏng đi, thì một cái loại protein còn gọi là gì, cái albumin, mà cô bác anh chị cần phải duy trì sức khỏe đi ra khỏi máu và nó vào trong nước tiểu của chúng ta. Và một cái quả thận mà khỏe mạnh thì nó không để cho cái albumin này nó đi từ máu vào trong nước tiểu. Và một cái trường hợp thứ hai nữa, huyết áp cao. Thì huyết áp cao nó cũng có thể là nó sẽ làm hỏng các cái mạch máu trong thận của chúng ta, và nó khiến cho chúng không có hoạt động tốt. Và nếu như mà các cái mạch máu trong thận của cô bác và anh chị này nó bị tổn thương, thì thận nó sẽ không có hoạt động tốt để mà nó loại bỏ những cái chất thải và cái chất lỏng dư thừa ra khỏi bên trong cơ thể của chúng ta. Thì những cái chất lỏng này, những cái chất thải dư thừa này trong cái mạch máu, sau đó có thể là nó sẽ làm tăng huyết áp nhiều hơn, nó tạo ra một cái chu kỳ cực kỳ nguy hiểm. Như vậy thì những cái biến chứng của thận đó là gì? Đầu tiên đó là thiếu máu. Thiếu máu ở bệnh thận nó là một trong những cái yếu tố nguy cơ độc lập gây tử vong, và nó đã được chứng minh là thúc đẩy sự tiến triển nhanh hơn của chứng phì đại tâm thất trái. Và cái nhu cầu là oxy ngoại biên á, và nó trầm trọng cái vấn đề về tim mạch nữa nè, hoặc là nó nguy hiểm hơn thiếu máu do chúng ta bị suy thận, thì dẫn đến cái tình trạng là chúng ta sẽ bị trầm cảm này, mệt mỏi này, gây ra tình trạng là chúng ta sẽ bị đột quỵ này, nó giảm cái khả năng mà gắng sức á, và nó tăng cái tỷ lệ là tái nhập viện. Khi mà mình điều trị trong trường hợp này, mình điều trị lâu dài bằng gì ạ? Bằng erythropoietin, và nó có thể là sẽ gây ra tình trạng chúng ta bị tăng huyết áp nè, co mạch nè, co giật. Và cái điều này nó ảnh hưởng đến cái khả năng mà nó tạo cái hồng cầu của chúng. Cô bác và anh chị cũng sẽ bị thiếu máu do gì? Do thiếu sắt, thiếu vitamin B12 và thiếu các acid folic. Và thiếu máu nó cũng có thể nó làm mất cái oxy của các cái cơ quan và các cái mô quan trọng. Và nếu như mà mình để cái tình trạng này nè, có thể là nó sẽ làm hỏng các cái cơ quan như là tim và não, và nó làm cho tệ hơn cái tình trạng hoạt động của cái thận. Thứ hai, bệnh tim. Thì bệnh nhân mắc phải cái bệnh thận mãn tính có nguy cơ bệnh tim mạch cao, và nó biểu hiện như bệnh động mạch vành, bệnh suy tim và rối loạn nhịp tim và đột tử do tim. Và các cái biến chứng về tim là một trong những cái nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu ở cái nhóm mắc phải cái căn bệnh về thận. Và nó sẽ gây ra cái tình trạng bị viêm mãn tính toàn thân, nó góp phần vào cái quá trình mà nó tái tạo cái mạch máu, và cái cơ tim nó sẽ dẫn đến ta sẽ bị tổn thương xơ vỡ động mạch, vôi hóa mạch máu, và nó cũng làm cho chúng ta bị lão hóa mạch máu cũng như là bị xơ hóa cái cơ tim, thúc đẩy cái quá trình mà nó lão hóa nhanh của cái hệ thống tim mạch của chúng ta nữa. Và một cái biến chứng thứ ba đó là gì? Tăng kali máu. Thì một cái biến chứng được phát hiện thường xuyên ở những cái bệnh nhân mà mắc phải cái bệnh thận mãn tính, tăng cái nồng độ kali huyết thanh lên cũng có liên quan đến cái việc là nó giảm bài tiết ion qua thận. Và khi đó thì cái tăng kali trong máu nó liên quan đến những cái việc là chúng ta sử dụng thuốc để giảm cái sự tiến triển của cái thận của chúng ta, hoặc là để mà nó kiểm soát được các cái bệnh nó liên quan đến chẳng hạn như là bệnh đái tháo đường này, hoặc là bệnh gì suy tim. Nếu như mà mình gặp phải trong cái trường hợp mà mình bị biến chứng, nó tích tụ cái nước tiểu bên trong cơ thể chúng ta, giữ nước nó xảy ra khi cơ thể của cô bác và anh chị nó gì, nó tích tụ nhiều chất lỏng, và điều này nó sẽ dẫn đến chúng ta bị sưng ở tay ở chân, nó bị phù, và huyết áp của chúng ta nó cũng sẽ cao, và nó có dịch bên trong phổi, vân vân, và nhiều có hệ lụy nguy hiểm đến cái sức khỏe khác nữa. Thì cái tình trạng mà nó giữ nước trong cơ thể nó cần phải được can thiệp và điều trị kịp thời. Và thứ năm, cái bệnh về xương, và nó tăng cái phốt phát trong máu của chúng ta, trong cái cơ thể chúng ta nó rất là cần cái phốt phát để nó giúp hình thành cũng như là nó củng cố xương và răng, và nó cũng giúp cho các cái tế bào của chúng ta nó sản xuất ra năng lượng và nó xây dựng một cái màng tế bào.
Nhưng nếu như mà cái mức mà phosphat của chúng ta nó quá cao, nó sẽ khiến cho xương nó trở nên giòn và nó gây ra lắng đọng cái canxi trong mắt của chúng ta, trong phổi và trong tim và trong cái mạch máu của cô bác và anh chị nữa. Không những thế, nó làm tăng nguy cơ đau tim, tăng nguy cơ bị đột quỵ và tử vong theo thời gian. Tiếp tục là thứ sáu, đó là gì ạ? Sức khỏe tinh thần. Những cái người mà bị bệnh về phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó có nguy cơ chúng ta tăng có rối loạn mạch máu não, như là chúng ta bị đột quỵ này. Và những người mắc phải cái căn bệnh thận ở cái giai đoạn cuối hoặc là đang chạy thận nhân tạo này, nó cũng có nhiều cái khả năng là nó sẽ suy giảm cái nhận thức và nó sa sút cái trí tuệ, nó dẫn tới cái tình trạng chúng ta sẽ bị đột quỵ.